Nếu mà một lát em thấy anh đến trước cửa nhà của em và gõ cửa thì em tuyệt đối đừng có mở cửa cho anh vào dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bà ta nhìn Tony trợn hai con mắt lên các bạn với một cái vẻ mặt sợ hãi tột độ các bạn, và sau đó bà ta thét lên một cái tiếng cực kỳ chói tai các bạn, bà đóng sầm cửa lại. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Kinh Kể. Và ngày hôm nay thì Kinh sẽ lại kể cho các bạn nghe một câu chuyện kinh dị và đáng sợ khác. Và câu chuyện này thì sẽ được mang tên là Đừng Để Cho Tôi Vào các bạn. Và nó là một cái câu chuyện kể về một cái người bạn trai vào đêm hôm đó nhắn tin cho người bạn gái của mình. Và không biết là anh ta đã gặp chuyện gì các bạn mà lại kêu người bạn gái của mình, nếu như mà một lát mà gặp anh đang đứng ở trước cửa của em và gõ cửa thì em đừng có mở cửa cho anh vào. Đó là một cái chuyện gì đó rất là kỳ lạ các bạn, nhưng mà nó cũng rất là bí ẩn và đáng sợ. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với anh chàng đó? Và Kim sẽ đặt lại tên cho anh chàng này, tên là Tony, và người bạn gái của anh ấy thì tên là Nancy. Thì đêm hôm đó các bạn cũng rất là khuya rồi các bạn, thì Nancy đang ở trong nhà thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Tony và nhắn liên tục 3 tin luôn các bạn. Đó là Nancy, em có ở đó hay không? Em đang làm cái gì vậy? Hãy trả lời anh đi. Nancy mới phản hồi lại tin nhắn, em đây, có chuyện gì vậy, đã trễ lắm rồi, anh còn nhắn tin cho em, anh không ngủ được hay sao? Tony đó các bạn không có trả lời cái tin nhắn của Nancy mà lại nhắn tin một cái nội dung hoàn toàn khác, đó là em hãy nghe đây, anh đang nói chuyện một cách rất là nghiêm túc với em. Và kiểu Nancy khi mà đọc tới đó các bạn thì không biết chuyện gì, và đọc tin nhắn thì cũng thấy hơi, sao tự nhiên lại nghiêm túc như vậy. Thì Tony mới nhắn là anh đang thật sự nghiêm túc với em, và nếu mà một lát á anh có đứng ở trước cửa nhà của em á thì em tuyệt đối không có được mở cửa cho anh. Thì khi mà Nancy đọc tới đó đó các bạn, Nancy kiểu cũng hơi ba chấm đó các bạn, không biết là tại sao tự dưng tối bạn trai của mình nhắn cho mình cái nội dung như vậy. Thì Nancy mới nhắn lại là cái gì, một lát anh sẽ tới hả? Tony mới nhắn lại là em hãy tập trung vào cái câu nói của anh. Tức là hồi nãy thì Nancy không có phản hồi lại cái điều mà Tony nói, cho nên là Tony chắc cũng bực đó các bạn. Tony mới nhắn lại là anh cần em nghiêm túc tập trung vào cái câu nói của anh, đó là nếu mà một lát em thấy anh đến trước cửa nhà của em và gõ cửa thì em tuyệt đối đừng có mở cửa cho anh vào dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thì Nancy đọc tới đây các bạn mới cảm thấy rất là bất ngờ, rất là sốc các bạn. Ủa cha nội này tự nhiên chả là bạn trai của mình mà nửa đêm nếu mà chả có tới kêu mình đừng có mở cửa cho chả, cho dù có bất cứ chuyện gì cũng đừng mở cửa cho chả vào, ủa vậy tới làm gì? Thì khi này Nancy mới nhắn lại các bạn, ủa là anh có đang bị điên hay không, anh nói cái gì vậy, anh bị điên hả, sao tự nhiên anh lại nhắn cho em như vậy? Thì khi đó các bạn, Tony mới nhắn lại rằng là điều đó sẽ gây nguy hiểm cho em và em tuyệt đối đừng có mở cửa cho anh. Thì khi này Nancy mới hỏi lại là có chuyện gì đã xảy ra vậy, anh bị làm sao vậy, tại sao anh lại nói những cái chuyện kinh khủng này với em vào cái thời điểm này, vào lúc này, và anh làm em hơi sợ đó Tony. Sau đó Tony ngay lập tức phản hồi lại là điều đó hoàn toàn là vì lợi ích của em. Rồi sau đó Tony còn hỏi tiếp là em đang ở nhà một mình có phải không? Rồi sau đó Nancy mới phản hồi lại liền là đúng rồi, bố mẹ em thì đang đi dự tiệc, cho nên là hiện tại thì em đang ở nhà một mình. Sau đó thì Tony mới nhắn lại là nếu như vậy thì em hãy đi khóa tất cả các cửa sổ rồi cửa ra vào, khóa chặt ở bên trong, và em hãy ở yên ở trong nhà, và cho dù anh có đến và gõ cửa như thế nào thì em cũng tuyệt đối không được mở cửa cho anh vào. Nancy thì không biết là Tony bạn trai của mình đang đùa hay là thật sự là có chuyện gì xảy ra với anh ta nữa các bạn, mà anh ta nhắn tin có vẻ rất là nghiêm túc các bạn. Thì Nancy mới cũng vừa lo lắng mà cũng vừa cọc nữa các bạn, vừa bực nữa các bạn, thì mới nhắn lại là nếu mà cái chuyện này là một cái chuyện đùa, anh đang đùa giỡn với em cái chuyện này đó, thì em thề là em sẽ chặn anh, em sẽ block anh. Thì khi đó Tony mới ngay lập tức nhắn lại là không, anh đang rất là nghiêm túc. Thì Nancy kiểu cũng hơi lo các bạn, thì mới nhắn lại là anh hiện tại đang ở đâu. Tony trả lời rằng anh cũng không biết nữa. Nhưng mà sau đó các bạn thì lại ngay lập tức phản hồi tiếp cái tin nhắn thứ hai, đó là anh như là đang ở trong một cái căn nhà quan và anh không thể nào mà thoát ra bên ngoài được. Tất cả những cái cửa sổ thì đều có song sắt và cửa chính thì đã bị khóa rất là chặt rồi. Cửa ra vào khóa rất là chặt và anh không thể ra bên ngoài được. Khi đó Nancy mới nhắn tin lại và hỏi rằng ủa vậy anh tới đó bằng cách nào? Thì Tony mới nhắn tiếp đó là anh cũng không biết nữa. Trí nhớ của anh hiện bây giờ đang rối tung lên và anh chẳng nhớ gì cả. Nhưng mà anh nghĩ là chắc là cái chuyện này nó xảy ra vào tối ngày hôm qua. Nancy mới nhắn lại là trời, cái chuyện gì đang xảy ra vậy, có khi nào anh bị bắt cóc hay là không? Tony mới ngay lập tức rep lại tin nhắn đó là anh cũng không biết nữa. Xong rồi lại tiếp tục rep cái tin nhắn thứ hai nữa các bạn, đó là chắc vậy, anh nghĩ chắc là anh đã bị ai đó bắt cóc rồi. Sau đó thì Tony lại tiếp tục nhắn cái tin nhắn thứ ba nữa và cũng lặp lại những cái gì mà Tony đã nói ở trên, đó là Nancy,
cho dù có chuyện gì thì em cũng phải nhớ là tuyệt đối không được mở cửa. Nếu mà thấy anh đứng ở bên ngoài cửa và gõ cửa thì cho dù có bất cứ chuyện gì em cũng đừng có mở cửa cho anh vào, em phải nhớ điều đó. Thì Nancy mới nhắn lại một cái tin nhắn đó là anh chờ em một chút. Thì sau đó khoảng 1-2 phút sau đó các bạn, Tony mới nhận lại cái tin nhắn từ Nancy đó là: em hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi, anh đúng là đồ ngốc. Thì khi này Tony mới nhắn lại cho Nancy một cái tin nhắn đó các bạn, đó là: em nói cái gì? Thì Nancy mới rep lại là: anh chỉ đang đem em ra làm trò đùa thôi có đúng không? Và thật là ngu ngốc khi em tin anh và em còn định đi báo cảnh sát nữa. Và rất là may là em đã nhận ra cái chuyện đó đúng lúc. Thì sau đó Nancy mới nhận lại một cái tin nhắn tiếp theo của Tony đó là: em đang nói cái quái gì vậy? Khi này Nancy mới phản hồi lại là: em có thể nhìn thấy anh, em đang nhìn thấy anh đứng ở bên ngoài cửa sổ, anh đang đứng ở ngoài vườn và thậm chí là anh còn đang cầm cái điện thoại và đang nhắn tin với em nữa kìa. Ngay lập tức sau đó Nancy nhận được tin nhắn của Tony là: không, đó không phải là anh. Em nghe đây, đó không phải là anh. Nancy kiểu không có quan tâm đến các bạn và nghĩ rằng chắc chắn là rõ ràng ở bên ngoài là Tony, 100% là Tony bạn trai của mình đang đứng ở bên ngoài và cầm cái điện thoại và đang nhắn tin và chắc chắn là đang trêu chọc mình. Thì Nancy mới nhắn lại là: đây là một cái trò đùa khập khiễng, một cái trò đùa vô duyên, quá đáng của anh. Và bây giờ thì anh đợi đó, em sẽ mở cửa và đi ra bên ngoài và hỏi tội của anh. Ngay lập tức Tony mới phản hồi lại trong tin nhắn đó là: không, đừng có mở cửa, đừng có mở cửa cho anh vào. Anh đã nói với em nhiều lần rồi là em đừng, tuyệt đối không được mở cửa cho anh vào. Nancy mới nhắn lại một cái tin đó các bạn: anh điên rồi. Kiểu giống như là bực quá đó các bạn mà không kìm được thì Nancy chửi Tony luôn các bạn: anh điên rồi. Thì khi đó Tony mới rep lại tiếp cái tin nhắn đó là: em tuyệt đối không được mở cửa, và nếu như mà em mở cửa ra thì sẽ không có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với em. Mà cái tin nhắn này Tony gửi cho Nancy đó các bạn thì được viết cáp lóc luôn các bạn, in hoa luôn, kiểu giống như thể là Tony nhấn mạnh cái điều đó các bạn, nhấn mạnh cái điều đó để cho Nancy biết rằng là Nancy tuyệt đối không được mở cửa cho Tony vào. Nhưng mà Nancy khi đó chưa có mở cửa nha các bạn, và vẫn tiếp tục cầm cái điện thoại và nhắn tin với lại Tony. Đó, Nancy cũng không biết phải làm như thế nào nữa các bạn. Rõ ràng ở bên ngoài là bạn trai của mình, rõ ràng bên ngoài là đích thị 100% là Tony đang đứng cầm cái điện thoại, còn ở trong đây thì cũng là Tony các bạn mà nhắn tin kêu mình đừng có ra mở cửa, cho dù ở bên ngoài là Tony nhưng mà cũng đừng có ra mở cửa. Thì Nancy mới bực quá các bạn và không biết bây giờ mình phải làm cái gì bây giờ, thì mới nhắn lại hỏi Tony tiếp là: tại sao anh cứ nói cái chuyện này hoài vậy, tại sao anh cứ liên tục kêu em đừng có ra mở cửa vậy, rốt cuộc là cái chuyện quái gì đã xảy ra với anh vậy? Tony nhắn liên tục 3 cái tin nhắn ngay sau đó các bạn, và 3 tin nhắn ngắn thôi các bạn. Thì cái tin nhắn đầu tiên đó là: anh đang cố gắng bảo vệ em. Và tin nhắn thứ hai đó là: em hãy tin anh. Còn cái tin nhắn thứ ba đó các bạn thì Tony cũng tiếp tục cáp lóc luôn các bạn, đó là: tuyệt đối đừng mở cửa. Khi đó thì Nancy vừa bối rối mà vừa bực tức nữa các bạn, và vừa thái độ nữa các bạn, thì Nancy mới nhắn tiếp cho Tony đó là: em hy vọng là anh sẽ vui, sẽ hạnh phúc nếu như mà đây là cái trò đùa của anh và anh làm em sợ quá rồi đó. Rồi bây giờ em cũng không biết là em phải làm cái chuyện gì nữa, em không biết là em phải làm cái quái gì nữa. Khi mà Nancy nhắn tới đó đó các bạn thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên các bạn, và đó là chính là Tony ở bên ngoài đang đứng gõ cửa. Thì Nancy bây giờ không biết là phải đi ra mở cửa hay là cứ ngồi im ở trong đây và nhắn tin với Tony các bạn. Ở bên ngoài cũng là Tony mà trong điện thoại thì cũng là bạn trai của mình là Tony. Thì bây giờ nhắn tin hỏi Tony các bạn đó là, nhắn tin nói với Tony đó là: bây giờ thì anh đang gõ cửa ở bên ngoài đó, em thật sự rất là ghét anh. Đây là một cái trò đùa gì đó rất là kinh khủng và kinh khủng nhất trên thế gian này. Thì ngay lập tức Tony phản hồi lại trong tin nhắn đó là: đây không phải là chuyện đùa Nancy, và em đừng có ra mở cửa. Bây giờ bó tay luôn các bạn, Nancy bó tay luôn. Rồi Nancy mới tiếp tục rẹp lại tin nhắn của Tony đó là: thôi bây giờ thì em phải làm như thế nào bây giờ? Tại sao anh lại gõ cửa rồi kêu em đừng có ra mở cửa? Rồi anh đến nhà của em làm gì? Anh đứng ở ngoài cửa làm gì mà anh gõ cửa rồi lại không cho em mở cửa? Thì Nancy mới nhắn hỏi Tony như vậy các bạn, và đang kiểu thở hơi lên đấy các bạn, mệt chứ, quá mệt với cái người bạn trai này. Sau đó Nancy ngay lập tức nhận được tin nhắn của Tony đó là: anh đã nói rồi, đó không phải là anh, đó không phải là anh. Nancy quá là mệt mỏi với người bạn trai của mình các bạn, thì ngay lập tức rep lại là: ý của anh là như thế nào khi anh cứ liên tục nói đó không phải là anh? Rõ ràng là thông qua cái cửa sổ thì em đang nhìn thấy anh đứng ở ngoài đó, rõ ràng là anh mà, em không có bị mù Tony à. Thì sau đó Tony cũng ngay lập tức rep lại đó là: đó không phải là anh, anh nói rồi đó không phải là anh. Và cái chuyện đó anh cũng không biết phải nói với em như thế nào nữa. Nói chung đó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác, và anh có thể khẳng định với em rằng đó tuyệt đối không phải là anh. Khi đó Nancy mới rep lại là: vậy thì bây giờ anh đang ở đâu? Thì Tony mới ngay lập tức trả lời lại là: anh đã nói với em hồi nãy rồi mà, đó là anh đang bị nhốt ở trong một căn nhà quan và anh không thể nào ra khỏi đây được. Tony nhắn tới đó đấy các bạn thì không có thấy Nancy trả lời ngay lập tức các bạn. Thì một lát sau Nancy mới trả lời lại rằng là: anh đã đi ra bên ngoài rồi. Thì Tony mới hỏi lại là: ý của em là sao, em nói cái gì? Thì Nancy mới trả lời rằng là: ý em là cái thứ đang đứng ở bên ngoài cửa nhà em, ý là cái người trông giống với anh á.
đã đi ra bên ngoài rồi. Nancy mới nhận được tin nhắn của Tony tiếp là hỏi tiếp là vậy thì anh ta đang làm cái gì? Thì Nancy mới nhìn ra bên ngoài các bạn và trả lời Tony là em thấy là anh ta đang đứng ở trong vườn nhà của em và đang nhìn vào màn hình điện thoại của anh ấy và còn đang nhắn tin nữa. Và em thấy là anh ta trông giống hệt anh mà Tony, và tại sao anh lại nói là không phải là anh? Khi đó thì Nancy mới tiếp tục nhận được tin nhắn của Tony, đó là Nancy, nghe anh đây, cho dù anh thật sự không biết cái người đó là ai và cho dù cái người đó trông như thế nào, có giống anh như thế nào đi nữa, nhưng anh biết chắc chắn một điều rằng cái người đó không phải là anh. Sau đó thì Nancy tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ để xem thử anh ta còn đứng ở ngoài đó hay không các bạn, thì phải giật mình và rất là sợ hãi các bạn, và ngay lập tức chụp cái điện thoại và nhắn tin cho Tony liền. Ôi chúa ơi, anh ta đang nhìn thẳng vào trong đây. Lập tức sau đó Tony mới phản hồi lại là em hãy tránh xa tất cả các cửa sổ, đừng có đứng gần đó, và em hãy đảm bảo là tất cả các cửa sổ em đã khóa lại hết chưa. Sau đó Nancy vô cùng hoảng sợ các bạn và nhắn tin lại cho Tony, không có trả lời cái câu hỏi đó của Tony là có khóa cửa hay chưa các bạn, mà Nancy nhắn là đúng vậy, anh nói đúng, thứ đó thật sự không phải là anh, tuy là nhìn bên ngoài thì giống hệt với anh nhưng mà hoàn toàn không phải giống 100%, và em đã nhìn thấy được có một cái thứ không có giống với anh, đó chính là đôi mắt. Đôi mắt của anh ta đỏ và phát sáng ở trong bóng đêm. Thì khi này Nancy thật sự hoàn toàn đã tin những cái gì mà Tony nói trong điện thoại, nhắn tin trong điện thoại nãy giờ rồi nha các bạn. Và rõ ràng là cái người, cái thứ ở bên ngoài kia thật sự không biết là ai và trông thật sự là có giống với lại Tony hoàn toàn. Nhưng mà khi mà Nancy nhìn vào cái đôi mắt và thấy cái đôi mắt đó đỏ lờm và phát sáng thì chắc chắn Nancy có thể khẳng định đó tuyệt đối không phải là Tony, bởi vì Tony, bạn trai của Nancy, sẽ chẳng thể nào mà có một cái đôi mắt đỏ lờm và phát sáng kinh tởm trong bóng đêm mà nó phát sáng một cái cách kinh tởm như vậy các bạn. Thì khi này Nancy mới chạy vào trong phòng các bạn và đóng cửa phòng lại, và ở trong đó thì cũng có một cái cửa sổ, thì Nancy cũng đã chốt chặt cái cửa sổ trong đó rồi, và Nancy nhìn ra bên ngoài trong quan sát cái người đàn ông phía bên ngoài kia thông qua cái cửa sổ đó. Thì khi đó Tony mới nhắn lại cho Nancy một cái tin, đó là em hãy tránh xa các cửa sổ và khóa chặt chúng. Thì Nancy mới trả lời lại rằng là em đã vào trong phòng rồi và bây giờ em không có còn nhìn thấy anh ta nữa, anh ta đang cúi xuống đất. Khi đó Nancy mới nhận được tin nhắn của Tony hỏi rằng là anh ta đang làm cái gì vậy. Nancy mới nhìn ra bên ngoài xem thử các bạn, thì thấy là anh ta cúi xuống đất rồi sau đó lại đứng dậy các bạn. Và Nancy nhìn thấy ở trong tay anh ta là một cái hòn đá rất là to các bạn. Thì Nancy mới ngay lập tức nhắn tin cho Tony. Nancy mới nhắn rằng là anh ta cầm một cái cục đá và anh ta hiện tại bây giờ đang tiến tới cái cửa sổ và anh ta chắc chắn là sẽ làm vỡ cái cửa kính và cái hòn đá đó. Thì Nancy rất là hoang mang, lo lắng và vô cùng sợ hãi các bạn. Trong đêm với một cái người cực kỳ kỳ lạ, bí ẩn và không biết là người hay là cái thứ gì đáng sợ nữa các bạn, và trông giống hệt với bạn trai của mình, với một cái đôi mắt đỏ lồm và cầm một cái hòn đá to và tiến tới cửa sổ các bạn, thì chắc chắn là Nancy biết cái điều tiếp theo mà cái thứ đó sẽ làm, đó là hắn ta sẽ đập vỡ cái cửa kính. Thì Tony mới ngay lập tức nhắn lại cho Nancy, đó là bây giờ em hãy ngay lập tức đi vào trong phòng tắm, khóa cửa lại, gọi cảnh sát và chờ cảnh sát đến, và tuyệt đối đừng có đi ra bên ngoài. Tony nhắn hai tin như vậy nhưng mà không có thấy Nancy trả lời lại các bạn, thì Tony mới hồi hộp với sợ các bạn để nhắn tin tiếp, đó là Nancy, rồi nhắn thêm một cái tin tiếp theo nữa là Nancy và kèm thêm ba cái dấu chấm hỏi nữa các bạn, kiểu như là kêu Nancy và tại sao không thấy Nancy phản hồi, sợ là bạn gái của mình xảy ra chuyện gì các bạn. Nhưng mà ngay sau đó đó các bạn, thì Nancy phản hồi lại tin nhắn của Tony, đó là em đây, em bây giờ đã vào trong phòng và đã khóa chặt cửa phòng. Thì Tony mới nhắn tin kêu Nancy là ngay lập tức gọi cho cảnh sát đến. Thì Nancy một lát sau mới nhắn tin lại là em đã gọi cho cảnh sát rồi. Tony mới ngay lập tức rep lại liền các bạn, đó là em đã gọi rồi, thì cảnh sát họ nói cái gì? Họ bảo là khi nào họ sẽ tới, hãy mau chóng giục họ là mau chóng đến. Thì sau đó Nancy phản hồi lại đó các bạn, đó là họ nói là họ sẽ đến ngay. Thì Tony mới trả lời là ừ được rồi, như vậy chắc là ổn rồi. Sau đó Nancy mới nhắn tin lại cho Tony, đó là em hy vọng là họ sẽ đến sớm. Cái thứ đó nó đã phá cửa, nó đã đập cửa và đi vào trong được rồi. Cái thứ đó bây giờ nó đang ở trong nhà. Ngay sau đó Tony rep lại liền các bạn, em có chắc điều đó hay không? Nó đã thật sự vào nhà ư? Thì Nancy mới nhắn lại các bạn, đó là ừ, em đã nghe tiếng bước chân của nó đang ở trong nhà, và bây giờ thì em còn nghe tiếng bước chân của nó đang đi lên cầu thang nữa. Thì Nancy đã nhắn lại cho Tony như vậy. Sau đó Nancy nhận được tin nhắn của Tony, đó là anh ước là anh có thể ở bên cạnh em vào lúc đó và có thể giúp đỡ em. Thì Nancy kiểu bây giờ rất là hoảng sợ các bạn, bởi vì trong nhà của mình có một cái thứ gì đó, là một ai đó mà cũng chẳng biết nó là cái gì nữa các bạn, với một cái gương mặt, một cái hình hài đáng sợ và giống hệt với bạn trai của mình. Thì Nancy đang rất là hoảng sợ các bạn và run rẩy và nhắn tin hỏi Tony, đó là rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy và tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như thế này. Khi này Tony kiểu giống như là bất lực các bạn và nhắn tin lại và nói với Nancy rằng là anh cũng không biết nữa Nancy, những cái gì mà anh biết thì anh đã nói cho em hồi nãy rồi. Mọi chuyện nó bắt đầu từ tối ngày hôm qua. Thì
Thì tối ngày hôm qua khi đó anh đang ở trong phòng ngủ thì đột nhiên cửa sổ mở ra và có tiếng động lạ từ bên ngoài. Thì khi mà anh nhìn ra thì anh thấy cái thứ đó nó đang đứng ở bên ngoài. Thì Nancy mới hỏi lại cái thứ đó rốt cuộc là cái gì. Thì Tony mới trả lời rằng là anh cũng không biết. Nó trông giống hệt với con người, nó có một cái hình dáng giống hệt với con người, nhưng mà nó có một cái làn da nhợt nhạt và xanh xao, và trông rất là đáng sợ với một cái đôi mắt đỏ lồm và phát sáng trong bóng tối. Thì Tony mới kể với Nancy ở trong tin nhắn đó các bạn, đó là Tony thấy cái thứ sinh vật đáng sợ đó với một cái đôi mắt đỏ trực đang nhìn Tony, và sau đó thì túm lấy cổ của Tony. Và một lúc sau đó thì khi mà Tony không kịp phản ứng và còn đang rất là hoang mang hoảng sợ, chưa biết chuyện gì xảy ra và không biết phải hành động phản ứng như thế nào, thì cái thứ đó trên cái gương mặt của nó, Tony đã thấy nó có một cái sự thay đổi các bạn. Đó là thay vì cái gương mặt đáng sợ của nó với một cái đôi mắt đỏ lờm, thì cái gương mặt đó bắt đầu từ từ thay đổi dần. Và cái gương mặt đó nó hiện dần dần lên là cái gương mặt của chính Tony. Tony thật sự không biết cái sinh vật đó là sinh vật gì, nhưng mà anh biết chắc chắn rằng hắn ta đã đánh cắp cái gương mặt, đã lấy cắp cái gương mặt của anh và đem quán đổi với cái gương mặt của hắn. Và bây giờ hắn ta hoặc là cái thứ đó nó đã có cái gương mặt của anh rồi. Và khi mà lấy được cái gương mặt của anh đó các bạn, thì cái thứ đó nó còn nhìn anh và mỉm cười một cái nụ cười rất là đáng sợ nữa. Thì đó là những cái gì mà Tony trải qua vào ngày hôm qua, và Tony đã kể lại cho Nancy thông qua cái tin nhắn. Và khi mà Nancy đọc hết tất cả những cái tin nhắn mà Tony kể lại đó các bạn, thì Nancy vô cùng không tin vào mắt của mình luôn đó các bạn, và đang rất là lo lắng và hoảng sợ. Thì Nancy chỉ còn biết nhắn tin lại và thốt lên với Tony rằng là ôi Chúa ơi. Thì sau đó Tony mới nhắn tiếp với các bạn, đó là anh sau đó không còn nhớ được chuyện gì nữa cả. Và khi mà anh thức dậy thì anh đã thấy là mình đã ở trong cái căn nhà quan này rồi, và anh không thể nào ra bên ngoài được. Và anh biết chắc chắn một điều rằng cái thứ đó nó đã đánh cắp gương mặt của anh, và bây giờ thì nó đến nhà tìm em, và anh không biết là chuyện gì xảy ra với em và nó sẽ làm cái gì em. Khi này Nancy mới rep lại là em chưa từng nghe một cái câu chuyện kinh khủng và điên rồ nào như cái câu chuyện mà anh đã kể, nhưng mà em tin anh và em biết chắc chắn rằng cái thứ đó nó là ác quỷ, chứ nó không còn là một con người, nó là một cái sinh vật bình thường nữa, nó là ác quỷ rồi. Sau đó liên tục là những cái tin nhắn của Nancy nhắn cho Tony các bạn. Nancy nhắn rằng là em biết thứ này nó chính là ác quỷ, và nó đang muốn giết em, nó tìm tới em và nó muốn giết em, và nó sắp vào trong được rồi, nó đang đập cửa và dùng tất cả những cái sức lực mà nó muốn để mà đập cửa. Và em nhận thấy rằng là nó đang đập cửa rất là mạnh, và dường như là cánh cửa sắp không trụ được nữa rồi. Và cái tin nhắn cuối cùng mà Nancy nhắn cho Tony đó các bạn, đó là xin hãy cứu em, xin hãy giúp đỡ em. Thì ngay lập tức sau đó Tony rep lại liền các bạn, đó là em hãy tìm mọi cách để cho nó không phá cửa được vào trong. Em hãy dùng bàn ghế và giường chặn cửa lại và không cho vào trong, và hãy trụ cho đến khi mà cảnh sát đến. Khi mà cảnh sát đến thì có thể mọi thứ sẽ ổn. À, khi nãy liên tục là những cái tin nhắn của Nancy các bạn, còn bây giờ liên tục chỉ là những cái tin nhắn của Tony mà thôi các bạn. Nancy không có trả lời nữa. Thì Tony mới nhắn là em hãy làm mọi cách để có thể sống sót. Hãy trả lời anh, Nancy. Nancy, em còn ở đó không? Nancy, hãy trả lời anh. Đã xảy ra chuyện gì ở đó rồi? Ôi Chúa ơi. Và cái tin nhắn cuối cùng mà Tony nhắn cho Nancy đó các bạn, đó là anh yêu em, Nancy. Và sau đó các bạn, dĩ nhiên là cảnh sát đến các bạn. Cảnh sát luôn luôn đến vào những cái tình huống là mọi chuyện đã rồi thôi các bạn. Thì khi mà cảnh sát đến, các bạn không có còn tìm thấy Nancy ở trong nhà nữa. Căn nhà thì tan hoang, cửa sổ, cửa kính thì vỡ và văng tung tóe dưới sàn các bạn. Và khi mà cảnh sát trích xuất và kiểm tra camera an ninh đó các bạn, thì họ kết luận rằng Nancy đã bị chính bạn trai của mình là Tony, 27 tuổi, bắt cóc. Trong khi đó tại cái căn nhà quan nơi mà nhốt Tony thật đó các bạn, thì Tony thật sự khi này đang rất là bối rối, rối bời và không biết là chắc chắn là Nancy không trả lời mình thì có thể là chuyện gì đó không ổn đã xảy ra với Nancy rồi các bạn. Thì Tony khi này rất là quẫn trí và tìm mọi cách để có thể thoát khỏi cái căn nhà quan này càng sớm càng tốt các bạn. Thì khi nó Tony mới tìm ở trong cái căn nhà quan đó, thì một hồi phát hiện ra được là có một cái tấm ván gỗ, mà cái tấm ván gỗ này nó đóng để nó chặn cái cửa sổ lại đó các bạn. Thì nó bị cái đinh đóng cái ván gỗ đó các bạn, thì nó khá là lỏng, cho nên là Tony đã dùng hết sức lực của mình các bạn để mà kéo cái tấm ván gỗ đó ra các bạn, và cuối cùng thì cũng kéo ra được và có thể len lỏi cố gắng chui qua cái lỗ hổng, cái lỗ nhỏ đó các bạn, và chui ra bên ngoài và dùng hết sức bình sinh có thể còn sót lại của mình các bạn để mà thoát khỏi cái nơi đó các bạn. Và xung quanh thì là rừng rậm thôi các bạn, và là ban đêm thì rất là tối các bạn. Khi đó Tony mới mở điện thoại lên các bạn, nhưng mà không có gọi cho cảnh sát được bởi vì không có tín hiệu, không có sóng. Nhưng mà Kim không hiểu nha các bạn, tại sao hồi nãy khi mà Tony nhắn tin cho người bạn gái của mình là Nancy đó các bạn thì lại nhắn tin được, nhưng mà sau khi ra ngoài thì lại không có sóng để mà gọi cho cảnh sát các bạn. Và tại sao khi nãy ở trong nhà đó các bạn thì Tony không gọi cho cảnh sát hoặc là không gọi điện cho Nancy sớm? Không hiểu nữa các bạn thật sự. Và sau đó các bạn thì Tony thậm chí còn lên Google Map để mà tra xem thử nơi đây ở đâu các bạn, và tìm đường để mà trở về, nhưng mà định vị không có được cái nơi này ở đâu luôn các bạn.
Thì bây giờ không còn cách nào khác các bạn, Tony phải đành chạy trốn khỏi đây nhanh nhất các bạn. Thì Tony cứ liên tục chạy xuyên rừng vào ban đêm như vậy đó các bạn. Và khi mà chạy hết sức rồi các bạn, đuối rồi các bạn, thì Tony mới chuyển qua đi bộ một chút để mà dưỡng sức lại các bạn. Thì khi mà Tony đi bộ được vài km đó các bạn, thì nhìn thấy là ở cái bìa rừng đó có một cái ngôi nhà, và ngôi nhà còn có đèn sáng nữa các bạn. Thì Tony mới ngay lập tức các bạn cũng hy vọng là mình sẽ tìm được một cứu cánh nào đó từ trong cái căn nhà này, thì mới đến và gõ cửa liên tục ở trong nhà các bạn. Thì một lát sau có một cái người phụ nữ đi ra và mở cửa. Khi mà Tony nhìn thấy người phụ nữ đó các bạn, thì ngay lập tức giải thích tình hình mà Tony đang gặp phải một cái cách dễ hiểu nhất cho bà ta, để mà mong cái sự giúp đỡ từ bà ấy các bạn. Và khi đó đó các bạn, bà ta không có quan tâm những cái gì mà Tony kể các bạn. Bà ta nhìn Tony trợn hai con mắt lên các bạn với một cái vẻ mặt sợ hãi tột độ các bạn. Và sau đó bà ta thét lên một cái tiếng cực kỳ chói tai các bạn, bà đóng sầm cửa lại. Tony thì không biết chuyện gì xảy ra hết các bạn, và đang rất là cần sự cầu cứu của bà ấy. Và sau đó đó các bạn, thì Tony thấy là cái cánh cửa mở ra lại các bạn, nhưng mà trong đó là xuất hiện một cái người đàn ông các bạn, và trên tay ông ta cầm một cái khẩu súng trường. Ông ta đi từ trong nhà đi ra và cầm cái khẩu súng các bạn, và giơ lên dường như là chuẩn bị bắn Tony các bạn. Thì Tony mới hoang mang ngỡ ngàng và sợ hãi các bạn, thì ngay lập tức quay đi bỏ chạy các bạn, bởi vì chắc chắn là ông ta bắn mình rồi chứ còn bắn ai nữa. Thì Tony mới ngay lập tức bỏ chạy các bạn, và cố gắng chạy và nấp vào trong những cái gốc cây đó, những cái tán cây đó các bạn, để không có bị ông ta bắn trúng. Thì Tony còn nghe ở phía sau vang là những cái tiếng súng đùng đùng nữa các bạn, và thậm chí còn cảm nhận được là những cái viên đạn nó sượt qua đầu của mình nữa các bạn. Khi đó Tony cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Tony nữa các bạn, và tại sao người đàn ông đó lại bắn mình và cái người phụ nữ kia lại hoảng sợ và thét lên như vậy. Nhưng mà Tony chỉ còn suy nghĩ được một cái việc là phải ngay lập tức chạy các bạn, nếu không thì cái người đàn ông đó sẽ bắn chết mình. Khi đang chạy thì Tony vô tình vấp phải một cái khúc gỗ các bạn, và ngã sầm xuống đất, và cái đầu của Tony đập vào một cái hòn đá các bạn, và máu từ từ chảy xuống khắp gương mặt và nó ướt đẫm các bạn. Và Tony thì rất là đau các bạn, và khi đó Tony mới lấy cái điện thoại ra và mở cái chế độ selfie các bạn, mở camera trước để xem cái vết thương ở trên đầu của mình như thế nào rồi. Và khi mà mở camera trước các bạn, thì Tony phải giật mình và rùng mình các bạn, và thậm chí sợ đến mức là làm đánh rơi cái điện thoại của mình luôn các bạn. Và Tony khi đó đã hiểu tại sao mà cái người phụ nữ kia lại hoảng sợ như vậy và thét như vậy khi thấy Tony, và tại sao mà cái người đàn ông kia lại dùng súng và bắn Tony. Có nghĩa là cái thứ đáng sợ kia đã đánh cắp gương mặt của Tony, và để lại trên gương mặt của Tony chính là cái gương mặt của cái thứ sinh vật đáng sợ đó các bạn. Bởi vì vậy lý do đó mà cái người phụ nữ kia mới sợ đến mức mà thét lên một cái tiếng thét cực kỳ chói tai các bạn, và ngay lập tức đóng sầm cửa lại các bạn, và nói với cái người đàn ông kia có thể là chồng của bà ta, đó là ở bên ngoài kia có một cái thứ sinh vật gì đó rất là đáng sợ và khủng khiếp. Và ông ta ngay lập tức cầm một cái cây súng ra và bắn cái sinh vật đó các bạn, chứ đâu có nghĩ đó là Tony đã bị đánh cắp gương mặt đâu các bạn. Thậm chí là câu chuyện thì cũng không có diễn tả chính xác cụ thể cái gương mặt của sinh vật đó đáng sợ như thế nào nữa các bạn, nhưng mà chắc hẳn là nó phải cực kỳ đáng sợ thì cái người đàn ông đó mới cầm súng và truy đuổi đến mức như vậy. Và ngay ngày hôm nay Tony lại tiếp tục lang thang ở trong bóng đêm, và cơ thể, hình dáng và gương mặt của anh ta mãi mãi đã biến thành một sinh vật đáng sợ và gớm ghiếc. Và chuyện gì đã xảy ra với anh ta, tại sao lại là Tony? Và Tony tự hỏi thứ gì đã tấn công Tony, cướp lấy gương mặt của Tony và tấn công cả bạn gái của anh ta. Và Tony luôn luôn nung nấu ý định trả thù các bạn. Và đó là hết câu chuyện của ngày hôm nay, một cái câu chuyện khi đầu nó khá là xà quần ha các bạn. Thật sự khi mà đọc cái tin nhắn trải dài từ trên xuống của Tony và Nancy thì chúng ta cảm thấy cái câu chuyện nó khá là xà quần. Khi nghe hết câu chuyện này thì các bạn cũng nghĩ giống Kim đó các bạn, đó là Tony tại sao mà lại xui và đen đuổi như vậy các bạn. Tự dưng tay bay vạ gió các bạn, tự dưng nằm không dính đèn các bạn, rồi đột nhiên ở đâu xuất hiện ra một cái sinh vật kỳ lạ đến đánh cắp gương mặt của mình, rồi nhốt mình ở trong nhà quan, rồi đến giết bạn gái của mình các bạn. Và sau đó thì mình lại mang tiếng là cái người đi bắt cóc bạn gái của mình và bị truy nã các bạn. Mình thì không được mang chính cái gương mặt của mình để sống, không được mang chính hình hài của mình để sống, mà phải mang hình hài của một cái sinh vật gớm ghiếc và sống chui, sống nhủi vào ban đêm các bạn, và lang thang ở trong rừng vào ban đêm. Rồi cũng không biết là chuyện gì sẽ thật sự sau đó thì Tony sẽ phải trải qua cái cuộc sống sau này như thế nào nữa các bạn. Và đó là toàn bộ nội dung của câu chuyện khá là kỳ bí và đáng sợ về một sinh vật bí ẩn đã đánh cắp gương mặt của Tony các bạn. Và Kim hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Kim chân thành cảm ơn các bạn đã xem video này. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ tất cả các video trên kênh của Kim. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.